Kính thưa sư, vài năm trở lại đây, loại hình karaoke thùng, loa thùng xuất hiện và gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý người khác rất nhiều. Kẻ thì say sưa, rượu chè hát hò, hàng xóm xung quanh thì chịu trận, khởi sinh phiền não, sân hận trong lòng. Đi không được, ở không xong, chính con cũng là nạn nhân của karaoke loa thùng. Con xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Những người hát hò karaoke lớn tiếng khiến những người xung quanh sinh tâm phiền não, sân hận thì sẽ mang nghiệp quả gì? Những người như con bị ảnh hưởng mà sinh tâm phiền não, sân hận thì sẽ mang nghiệp quả gì? Có cách nào giúp cho con và những người khác không sinh tâm bất thiện trong trường hợp này không ạ? À? Thứ nhất, là sư cũng rất là chia sẻ với quý vị, bởi vì hiện tại bây giờ là cái nhà kế bên họ đang hát hò đó. Cho nên là sư rất là thấu hiểu. Còn nếu quý vị hỏi cái nghiệp á, thì chúng ta đi về cái tương ưng thôn trưởng. Ở đó Đức Thế Tôn nói cái người mà ca hát á, họ tập trung vào những cái pháp làm cho tăng trưởng cái tâm tham của họ, cá nhân họ tăng trưởng tâm tham, tăng trưởng tâm sân thông qua những bài hát, và họ tác động kích thích tới người khác, người lắng nghe đó cũng có tâm tham, cũng có tâm sân. Thì nếu như họ không có tà kiến thì họ sẽ đi xuống các cảnh khổ như là súc sanh, ngạ quỷ. Còn nếu như họ có tà kiến thì họ sẽ đi xuống địa ngục. Thì đó là cái hậu quả của cái việc là mình gieo rắc phiền não cho người khác. Mà nói vậy thôi nha, đừng có đem cái này cắt ghép rồi quăng cho họ thì nó kỳ lắm ha. Thành ra là còn bản thân mình á, khi mà mình ưu tư, mình nổi tâm sân thì rõ ràng tâm sân là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện thì chắc chắn nó phải cho quả bất thiện. Cái quả bất thiện mà nhẹ ha, nhẹ thôi, mình sân nhẹ thôi thì mình sẽ có cái nhan sắc nó xấu xí. Quý vị biết là có những người đó họ xấu, gọi là xấu trời thần đất lở, thì đó là do mình không có từ tâm, mình sống trong sân tâm. Cho nên nhiều khi á, sư cứ nói với quý vị hoài, muốn nhất là mấy bà mấy cô á, niệm dùm sư một câu thần chú thôi, đừng có ám anh đi bắt mai hồng. Cái câu đó thì để qua một bên đi, niệm cái câu này nó lợi ích hơn nè. Giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu đó. Cứ mỗi lần mà người ta làm cái gì mà mình giận, cứ niệm trong bụng, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Thì như vậy mình đã biết về cái hậu quả của cái tâm sân. Còn khi mà cái tâm sân đó nó tương ưng với những cái pháp nào nữa thì nó sẽ trổ những cái quả dị thục khác. Nhưng mà cái quả mà nó gần nhất á, là xấu ha. Mà quý vị muốn hỏi là bây giờ mình không có muốn sanh cái tâm phiền não, sân hận thì mình làm cái gì? Thì mình chuyển tâm thôi, mình chuyển. Thứ nhất mình có thể mình chuyển sang cái tâm từ, hoặc là cái lòng bi mẫn đó. Mình thấy là không có tu hành gì hết á, mà bây giờ đó ca hát thì như vậy thì có khác gì thì những cái người mất trí đâu, rồi tạo những cái nghiệp như vậy đó thì lại đi xuống những cái khổ cảnh. Mình cứ rải tâm từ rồi mình hướng cái lòng bi mẫn tới họ thôi. Còn nếu như mà quý vị không làm được điều đó thì quý vị cũng có thể là thực hành tứ niệm xứ. Và khi mình thực hành tứ niệm xứ, mình chỉ quan sát cái tâm sân của mình. Xin nói hoài, quan sát cái tâm sân của mình chứ đừng có quan sát cái đối tượng làm cho mình sân, thì cái tâm sân nó sẽ từ từ nó được kiểm soát. Quý vị nghe thì nó rất là dễ, nhưng mà muốn làm được á, thì mình phải có kỹ năng. Mà muốn có kỹ năng thì làm ơn làm phước tham dự những cái khóa thiền giùm sư. Và Đại Đức Tuệ Tường thì ở Phước Sơn, không biết là có dính cái vụ loa thùng này không.
Kính chào đại đức, kính thưa quý vị. Thì ở đây câu hỏi là nói là cái việc mà hát việc hát hò mà gọi là ô nhiễm tiếng ồn, đây là có đề cập đến say sưa rượu chè, say sưa rượu chè hát hò đó. Thì tôi cũng đồng ý hoàn toàn với đức thanh toàn. Nếu cái việc này á, nếu những cái đối tượng này mà họ xem cái việc này là cái thích thú, làm một cách vô tư, một cách thích thú và một cách thường xuyên, đến trong xảy ra thường xuyên, tần suất nó nhiều trong cuộc đời của họ, thì đúng như Đức Hạnh Tuệ nói là cái bốn bốn khẩu cảnh, thưa vị, bốn khẩu cảnh là nó khả năng đi bốn khẩu cảnh rất là cao. Và đặc biệt là trong bài kinh Tương Thông Chưởng á, thì Đức Hạnh Tuệ cũng có giảng rõ đó, cho nên là quý vị ghi nhận cái điều này và nhớ điều này, để lỡ mình có lỡ bản thân mình hay người thân quyến thuộc mình đó, mình có thể khuyên bảo họ được đó. Mà lỡ họ dính vô cái vấn đề này đó, thì mình có thể khuyên bảo họ cái sự nguy hiểm, cái sự nguy hại mà khi mà sự nguy hại khi mà thích thú trong cái việc mà say sưa rượu chè hát hò. Tại vì cái mà tôi thấy trong đây có rượu chè này nè, cái rượu chè nó xảy ra nhiều chuyện lắm. Đôi khi nó không có dừng, nó dừng ở là cái mức mà rượu chè hát hò không nữa, nó xảy ra đôi khi là nó đánh đập nhau, rồi nó xảy ra nhiều chuyện nữa. Cho nên là quý vị phải nhớ nhớ và bản thân mình ghi nhớ, và mình đôi khi mình có quyến thuộc đó, mình cũng phải khuyên cho họ để họ bỏ điều này. Đó là cái vấn đề trả lời của sư câu hỏi đầu tiên. Và thứ hai là những cái người mà bị như vậy đó, những cái người như con bị ảnh hưởng như vậy đó, sinh tâm phiền não sân hận mang nghiệp quả gì, thì đại đức hành tại cũng đã phân tích vấn đề nghiệp quả cho quý vị rồi. Riêng thi sư đang nói thì vấn đề này thôi. Nghiệp quả thì chắc là có rồi đó, nhưng mà quý vị phải biết là đôi khi có những cái tác hại ngay trong hiện tại mình nữa, chứ đôi khi mà mình chưa 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 nghĩ tới, chưa chưa tới cái quả nữa, chưa tới vấn đề mà là cái quả nữa. Tại đôi khi cái quả mình trong tương lai mình chỗ đó, thì mình không hiểu được, mình không hiểu là mình không có đủ trí để mình hiểu được tại sao mình lại xấu xí như vậy. Đúng không? Mà trong ngay trong hiện tại nè, trong tại mình bị quấy rầy nè, mình bị quấy rầy, mình không có sự tu tập, mình bị quấy rầy nè, thì mình đã có sự sân hận được cái trạng thái. Tại vì trong vi diệu pháp á, nó mô tả cái trạng thái tâm sân là trạng thái thiêu đốt, thưa vị, thiêu đốt sắc pháp, không, thiêu đốt tâm mình, nó làm cản trở cho nó càng cản trở cho cái thân mình ngay trong hiện tại nha. Thì đó là ngay trong hiện tại, cái hậu quả ngay trong hiện tại luôn đó. Rồi ngay cả cản trở trong mình vấn đề trong tu tập nữa. Rồi vấn đề mình sinh nhai này nọ, đôi khi mình bị phiền não mình không có hiểu được á, mình bị phiền não mình không ngủ được, mình mất ngủ, rồi mình cáu gắt với người thân trong gia đình. Đó là những cái hậu quả ngay trong hiện tại mình thấy đó. Cái còn cái quả trong tương lai thì Đức Hạnh Tuệ phân tích rồi, nên là sư sẽ cũng sẽ không có nói thêm. Rồi câu hỏi thứ ba là cái cách nào không, thì Đức Hạnh Tuệ cũng đã khéo léo trả lời với vị đó. Có nghĩa là có từng cái phương pháp mà tu tập tuần tự, giống như Đức Hạnh Tuệ có nói là đầu tiên mình là tư duy, có cái tư duy chân chánh, như là để Đức Hạnh Tuệ có đưa cho quý vị cái câu thần chú đó. Có nghĩa là mình tư duy, đầu tiên mình tư duy ha, có nghĩa là mình khả năng mình tư duy cái đã. Nhưng mà cái tư duy không nằm ở mức tư duy, tại vì đôi khi có những phiền não là mình tư duy nhưng mà cái sức tư duy mình nó không nổi, thì mình phải kết hợp hợp với thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ. Thì cụ thể để Đức Hạnh Tuệ cũng có nói, để hiểu được á, để hiểu được quý vị phải hiểu được, để hiểu được để quý vị bớt phiền não thì quý vị phải hiểu tâm mình. Ở đây thì sư có thấy câu hỏi là có cách nào để giúp con và những người khác không? Đúng không? Thì đầu tiên á, để giúp người khác á, mình phải giúp mình, thưa quý vị. Bản thân quý vị á, là phải có tư duy chân chánh, rồi quý vị phải thực hành tuần tự. Đặc biệt á, là quý vị phải tu thiền thiền tọa Vipassana. Tại vì khi quý vị á, hiểu cái tâm mình á, hiểu được tâm mình, hiểu được bản chất tâm mình rồi, thì quý vị có cái sự hoán chuyển, có sự thay đổi ở tâm nội tâm mình, thì những cái đối tượng bên ngoài á, những cái đối tượng bên ngoài nó lấy ra quấy rầy quý vị, không chỉ là âm thanh này, không chỉ là âm thanh làm phiền quý vị, mà những cái hình ảnh mà quyến rũ quý vị, không, và những cái xúc chạm nó gây sảng khoái quý vị không có dính mắc cái vấn đề đó. Đó là cái lợi ích mà khi quý vị thực hành thiền Vipassana. Nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, là sư cũng một lần nữa xin nhắc lại cái câu nói mà sư tâm tâm đắc của ông thiền sư Genka, nói là chúng ta đừng cố gắng cái thay đổi cái thế gian phi pháp, mà chúng ta hãy nỗ lực thay đổi cái
cái phi pháp ở trong cái nội tâm mình. Mà muốn thay đổi cái đó thì hãy thực hành theo lời Phật dạy. Tôi cũng xin kết thúc cái chia sẻ cùng trở lại đây. Trước khi kết thúc á,